Quý khán giả và các đồng chí đang theo dõi bản tin thể thao tối trên kênh Quốc phòng Việt Nam. Thưa quý khán giả và các đồng chí, sau khi kết thúc vòng bảng với vị trí thứ hai để giành vé vào tứ kết giải U23 châu Á, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Iraq trong ít ngày tới. Thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đang có cơ hội tái hiện lại hành trình mà lứa U23 của huấn luyện viên Park Hang-seo làm được vào năm 2018 ở Thường Châu. Đang có những sự tình cờ thú vị về đối thủ và nhánh đấu của đội tuyển U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á năm nay so với giải đấu ở Thường Châu năm 2018. Đối thủ của U23 Việt Nam ở tứ kết cùng là U23 Iraq, và nếu vượt qua đối thủ này thì thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn có thể đối đầu với Qatar ở bán kết trong trường hợp đội chủ nhà đánh bại Nhật Bản ở tứ kết. Và xa hơn nữa, U23 Việt Nam có thể gặp lại Uzbekistan ở trận chung kết. Đó cũng là lộ trình mà đội U23 dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo từng trải qua vào năm 2018, giải đấu lịch sử đối với bóng đá Việt Nam. Rất nhiều thử thách đang chờ đón U23 Việt Nam ở phía trước, nhưng với cấp độ trẻ, yếu tố bất ngờ luôn có thể xảy ra và chúng ta có thể kỳ vọng vào kỳ tích tiếp theo của bóng đá Việt Nam ở đấu trường châu lục.